Hệ thống nhà thuốc Big Family thuộc tập đoàn Big Holding. Big Family hiện tại sở hữu 3 nhà máy sản xuất dược mỹ phẩm có hệ thống phòng sạch lớn nhất miền Bắc là nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Sản phẩm do Big Pharma sản xuất đạt tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ. Big Family sở hữu một hệ sinh thái từ vùng trồng dược liệu đến phòng nghiên cứu là các giáo sư tiến sĩ đầu ngành đưa ra những sản phẩm chất lượng để chăm sóc sức khỏe người Việt Nam. Hơn thế nữa, với mô hình sản xuất khép kín, dây chuyền hiện đại được nhập khẩu từ Đức, sản phẩm do Big Pharma sản xuất khẳng định uy tín chất lượng trên thị trường và được xuất khẩu sang châu Âu. Dự kiến trong năm 2021, Big Family sẽ khánh thành nhà máy đông dược tại Hòa Bình. Với sứ mệnh vì sức khỏe người Việt, mục tiêu của Big Family sẽ phát triển 1.000 nhà thuốc trên 63 tỉnh thành trong năm 2021. Dự kiến năm 2022, Big Family sẽ phát triển hệ thống nhà thuốc ra Đông Nam Á và thế giới, đưa ngành dược Việt Nam phát triển thịnh vượng. Big Family mang thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế. Big Family, sức khỏe hôm nay, hạnh phúc mai sau.